Alo, xin chào quý cô bác anh chị và các bạn nha. Này em vô bên trong cái khu phố đi bộ. Bên trong khu phố đi bộ cũng có tổ chức cái sự kiện. Cho nên là hôm nay là không có cho xe máy vô trong cái đường bên trong này, không cho xe vào. Giữ xe thì gửi xe máy vào đây. 11 giờ là người ta 11 giờ là người ta là không cho gửi xe máy nữa. Cũng còn khoảng một tiếng mấy nữa. Rồi tha hồ vô đây quay. Đây là sao? Sự kiện nó cũng là xong rồi cô chú anh chị. Hồi giờ là 21:45, đường bước sang là 10 giờ. Đây đưa chó mèo vô tá lả. Tình trạng biểu diễn mưa tượng bốn nửa sử dụng bán thường xe điện công bằng không đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Rồi tiếp theo, ở nội dung phút xe buýt 6-7 tuổi, chuẩn bị hạng 3 Khả Ngân, hạng 2 Phương Vi và hạng nhất Ca Mỹ. Thank you.
dọn dẹp coi. Hôm qua tổ chức sự kiện này dẹp à. Nhanh thiệt. Đông lắm, qua rồi nha, rất là đông lắm. Qua em đi ngang qua đây thấy rất là đông. Em lấy chiêu hèn thì được, đừng có lấy gì ở đây qua nữa đó. Mấy con này cũng được nè. Em lấy chiêu hèn thì được.